Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mười sự kiện tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2018. Một nhà thờ ở Mexico bị xâm phạm và thánh thể bị xúc phạm. Tin giáo hội Việt Nam 10 sự kiện tiêu biểu của giáo hội công giáo Việt Nam năm 2018 Giáo hội Việt Nam vừa trải qua năm 2018 với nhiều biến chuyển lớn. Sau đây là 10 sự kiện tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2018. Thứ nhất, chiến adlimina của hội đồng giám mục Việt Nam. Thứ hai, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma. Thứ ba, năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam. Thứ tư, tòa thánh và Việt Nam đàm phán ngoại giao vòng thứ bảy. Thứ năm, Việt Nam có Tân giáo phận Hà Tĩnh. Thứ sáu, những bổ nhiệm mới cho giáo hội Việt Nam. Đức Thánh Cha Francisco đã có những quyết định bổ nhiệm những chức vụ mới cho giáo hội Việt Nam. Thứ bảy, đặt viên đá khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối. Thứ tám, những vụ xâm hại đất đai của giáo hội tiếp tục tái diễn. Thứ chín, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không thể kết thúc việc trùng tu sớm hơn. Thứ mười, Học viện Công giáo Việt Nam tuyển sinh. Thứ nhất, chiến Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chuyến đi Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3. Theo luật định, các đức giám mục coi sóc giáo phận phải về Roma mỗi năm năm một lần để viếng mộ hai thánh tông đồ Phaero và Phaolô, gặp đức giáo hoàng và các bộ trong giáo triều, đặc biệt là các bộ liên quan trực tiếp như bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, bộ giáo lý đức tin. Thứ hai, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma. Trong chuyến đi Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Sài Gòn đã đột ngột qua đời vào ngày 6 tháng 3 giờ Roma, tức ngày 7 tháng 3 giờ Việt Nam, bởi một cơn đột quỵ. Linh cứu của Ngài được chuyển về Việt Nam an táng. Sau đó, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, hiện là giám mục phụ tá Sài Gòn, làm giám quản tông đoàn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Thứ ba, năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam. Giáo hội Việt Nam được tòa thánh chấp thuận mở năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018 nhằm kỷ niệm 30 năm ngày Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh. Thứ tư, Tòa Thánh và Việt Nam đàm phán ngoại giao vòng thứ bảy. Cuộc họp vòng thứ bảy của nhóm công tác hỗn hợp Tòa Thánh Việt Nam diễn ra vào ngày 19 tháng 12. Hai bên đã đồng ý tiến hành những công việc cụ thể để nâng cấp quan hệ ngoại giao từ đại diện Tòa Thánh không thường trú trở thành đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. Thứ năm, Việt Nam có tầng giáo phận Hà Tĩnh. Ngày 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco thiết lập giáo phận Hà Tĩnh địa giới bao gồm tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tách ra từ giáo phận Vinh, nhà thờ chính tòa và tòa giáo mục đặt tại thành phố Hà Tĩnh. Đây là giáo phận thứ 27 của Việt Nam thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Thứ sáu, những bổ nhiệm mới cho giáo hội Việt Nam. Đức Thánh Cha Francisco đã có những quyết định bổ nhiệm những chức vụ mới cho giáo hội Việt Nam. Đức Thánh Cha Francisco đã có những quyết định bổ nhiệm những chức vụ mới cho giáo hội Việt Nam Ngày 25 tháng 4, Linh Mục Du Xe Nguyễn Đức Cường, Linh Mục thuộc giáo phận Đà Lạt, đang là Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, nay làm Giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Ngày 21 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Mares Zelensky, người Ba Lan, làm tân sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Ngày 17 tháng 11, Đức Hồng Y Phê Nguyễn Văn Nhơn được chấp thuận từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám mục Hà Nội. Đồng thời Đức Cha Du Xe Vũ Văn Thiên hiện là Giám mục Chính tòa Giáo phận Hải Phòng, kế vị chức Tổng Giám mục Hà Nội. Ngày 22 tháng 12, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long đang là Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, nay làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh. Đồng thời Đức Cha Phao Lô Nguyễn Thái Hợp đang là Giám mục Giáo phận Vinh, nay làm giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh. Thứ bảy, đặt viên đá khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối. Ngày 15 tháng 8, Đức cha Du Xe Đinh Đức Đạo, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc đã làm phép khu đất và khởi công xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Vì rộng đến hàng trăm hecta, khu đất này được cho là có khả năng đón tiếp lượng giáo dân lớn khi giáo hội Việt Nam có sự kiện trọng đại, thí dụ nếu Đức Thánh Cha đến viễn thăm trong tương lai. Thứ tám, những vụ xâm hại đất đai của giáo hội tiếp tục tái diễn. Những vụ xâm hại đất đai của giáo hội tiếp tục tái diễn. Nhà thờ Thủ Thiêm và dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Sài Gòn cùng với dòng Thánh Phao Lô Thành Trạc Hà Nội tiếp tục là hai điểm nóng trong cơn càn quét cứng chính đất đai giáo hội công giáo để trục lợi. Các chị em nữ tu đã kiên quyết phản đối mọi hành vi xâm hại đất đai nhà dòng. Cho đến nay, sự việc vẫn còn chưa ngã ngũ. Thứ chín, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không thể kết thúc việc trùng tu sớm hơn. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn đã bắt đầu được trùng tu từ năm 2017, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2020. Tuy nhiên vì sự phát sinh những vấn đề phức tạp trong kỹ thuật, nên việc trùng tu sẽ phải kéo dài cho đến hết năm 2023. Đây là nhà thờ đầu tiên ở Việt Nam được trùng tu theo chuẩn mực của Âu Châu để bảo tồn nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ kính. Dĩ nhiên chi phí cho điều này là không nhỏ. Thứ 10. Học viện Công giáo Việt Nam tuyển sinh Học viện Công giáo Việt Nam tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh, hai chương trình cử nhân thần học và cao học thần học cho năm học 2018-2019. Đây là kỳ thi tuyển sinh lần thứ ba của học viện này để đào tạo thần học cấp cao cho sinh viên. <laughs> Tin Mexico, một nhà thờ ở Mexico bị xâm phạm và thánh thể bị xúc phạm. Vào rạng sáng đầu năm ngày 1 tháng 1 năm 2019 vừa qua, một số người lạ đã xâm nhập vào một nhà thờ ở Villa Hermosa thuộc bang Tabasco ở Mexico và xúc phạm thánh thể cha Manuel Martinez Jimenez, cha sở giáo sứ Chúa Giêsu Nazareth ở Colonia Atasta, thuật lại rằng những người này đã đột nhập vào nhà thờ lúc nửa đêm về sáng, những người lạ đã mạo phạm thánh thể trong nhà tạm của cộng đoàn, lấy các bánh thánh đã được truyền phép, một mình thánh lớn và nhiều mình thánh nhỏ, và để một số trên nền nhà. Trong một thông cáo được công bố vào ngày 1 tháng 1, Đức cha Gerardo de Jesus Zorac Nobe giám mục Tabasco lưu ý rằng ngay sau khi phát hiện sự phạm thánh, cộng đoàn cùng với cha sở đã bắt đầu làm việc đền tạ trước thánh thể. Đức cha Zorac Lope kêu gọi dân các việc đền bù để cầu xin sự tha thứ vì những xúc phạm đó. Ngài nói, chúng tôi mời gọi tất cả các linh mục, các cộng đoàn giáo hội của Tabasco và tại những nơi có các phiên trầu mình thánh ban đêm ở Mexico, nếu có thể, tổ chức làm giờ thánh vào thứ năm ngày 3 tháng 1 để đền bù cho sự kiện đau đớn như thế. Đức giám mục của Tabasco cũng chỉ ra rằng hành động phạm thánh đáng buồn này phải đánh động lương tâm và trách nhiệm mục vụ của chúng ta để thúc đẩy cách có hiệu quả hơn việc quan tâm và bảo vệ mình thánh chúa trong các cộng đoàn và nhà thờ giáo xứ của chúng ta. Đức cha đã yêu cầu gia cố các cửa của các nhà nguyện thánh thể cũng như các nhà tạm. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.